Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho số em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe gửi đến tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB trên mọi miền của Tổ quốc các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác hai cái mẫu bơm máy đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Đấy, bây giờ thì là cũng là bắt đầu vào vụ chim cò rồi, thì các bác nào mà chưa có bơm máy này hoặc là các bác đang muốn tham khảo các mẫu bơm máy từ hàng bình dân đến mẫu bơm máy hàng cao cấp thì các bạn cố gắng theo dõi hết cái video này của em để thể lựa chọn cho mình một trong chiếc bơm máy bên em các bác nhé. Nó thì bơm tay các bác cũng biết rồi, là bơm tay là bơm cao áp, nó cũng cực kỳ là nặng và tốn rất chi là nhiều sức. Nó thì hai ba bác mình có thể chung nhau, mình mua một cái chiếc bơm máy này về mình bơm thì cực kỳ nhàn rồi đúng không ạ? Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa, thì sau đây em sẽ đi ở giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái mẫu bơm máy một. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Và đây đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cho các bác một cái mẫu bơm máy, đó là cái mẫu bơm máy ASEAN phiên bản mới nhất của năm 2023. Mẫu bơm này thì là được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Đấy, mẫu bơm này thì suốt một thời gian dài vừa qua bên em là nhập được có 3-40 cái thôi về bán hết và được anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều và anh em hỏi cực kỳ là nhiều các bác nhé. Đấy thì hôm nay em đã nhập được về rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái mẫu bơm máy ASEAN phiên bản mới nhất này các bác nhé. Và em sẽ test thực tế vào bình hơi luôn để các bác cùng tham khảo xem cái mẫu bơm ASEAN này bơm nó có nhanh không, bơm nó có bền không các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm máy này. Cái mẫu bơm máy này thì là lọc về lọc đây các bác nhé. Lọc về lọc siêu to khổng lồ rồi. Đây là đồng hồ dầu to các bác nhé. Đây là công tắc tắt mở đây, đồng hồ nhiệt đây các bác nhé. Và cái này thì để xoáy van bơm ra bơm vào, và phụ kiện đi kèm nó cũng cực kỳ đầy đủ. Một túi gioăng sim này, trong này có gioăng sim sơ cua và một lọ dầu. Đấy, lọ dầu này em đã đổ một ít vào cái bơm mẫu rồi và thì em sẽ test thực tế cho các bác. Còn đâu về các bác đổ thì đổ 2/3 lọ dầu này vào giúp em nhé. Và cái bông lọc ẩm, đấy bông lọc ẩm thì mình nên bơm nhiều, mình có thể nên thay định kỳ ở cái đầu bông lọc ẩm ở trong này để nó chống hơi nước vào bình của mình tốt hơn các bác nhé. Đấy, phụ kiện đầy đủ. Thì mẫu bơm này thì tại thời điểm hiện tại bên số đang bán giá là 3.200.000 đồng bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó, những cái mẫu bơm máy bên em bán ra cho các bác thì đều bảo hành 1 năm các bác nhé, bảo hành 1 năm. Có vấn đề gì thì các bác cứ alo cho em các bác nhé. Thì về mẫu bơm máy ASEAN là 3.200.000 thì tí em sẽ test thực tế cho các bác xem cái mẫu bơm máy ASEAN này bơm nó khỏe không, bơm nó có bền không các bác nhé. Thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cho các bác là cái mẫu bơm thứ hai đến từ cái thương hiệu Sijongsi. Đây, mẫu Sijongsi này được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Những video trước thì em đã test thực tế cho các bác xem cái chất lượng của bơm máy Sijongsi rồi, nó luôn luôn đứng đầu trên thị trường hiện nay các bác nhé. Thì mẫu bơm máy Sijongsi này thì cũng không có gì để nói giới thiệu lại nhiều đúng không ạ? Bởi vì là mẫu này thì các bác đã chơi bơm máy, các bác dùng lâu, các bác đã nghe đến thương hiệu Sijongsi rồi đúng không ạ? Thì mẫu bơm Sijongsi này luôn luôn là đứng số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay các bác nhé. Đây, con ốc chống cháy nổ ở đây. Khi các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân mà là nó quá cái sức của bơm thì con sẽ rách cái lá gió đồng này ra các bác nhé. Rách cái lá gió đồng ra, các bác thay lá gió đồng này vào, mình lại bơm tiếp các bác nhé. Đấy là một cái chế độ rất chi là hay ở cái mẫu bơm máy Sijongsi này, có chế độ chống cháy nổ. Và cái mẫu bơm máy ASEAN này nó cũng có chế độ chống cháy nổ các bác nhé. Thì mẫu bơm máy Sijongsi thì tại thời điểm hiện tại bên số đang bán với giá là 4.200.000 đồng bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về hai cái mẫu bơm máy ASEAN và Sijongsi, hai mẫu bơm mới nhất của năm 2023. Bơm cực kỳ bền và bơm cực kỳ nhanh em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì sau đây cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa đúng không ạ? Thì sau đây em sẽ đi vào test thực tế cho các bác xem luôn ở cái mẫu bơm máy ASEAN này các bác nhé. Đây, con ốc chống cháy nổ là của ASEAN là nó nằm ở đây các bác nhé. Đó. Đây là có lá gió đồng. Khi các bác bơm hơi quá thì là cái lá gió đồng ở trong này nó sẽ bị rách ra. Đấy. Thì các bác phải thay cái lá gió, các bác xoáy cái này ra, các bác thay lá gió đồng này ở trong là bơm mình lại bơm ok các bác nhé. Đấy là chế độ là chống cháy nổ của bơm máy là cực kỳ hay các bác nhé. Rồi, hôm nay thì em đã chuẩn bị một cái bình đây các bác nhé. Đây là bình nhôm. Hôm nay em đã chuẩn bị một cái bình nhôm đít bằng là không, là bình này là 0.45 và một cái van GDKET. Đấy, ngoài mẫu bán các mẫu bơm máy bơm tay thì bên em còn cung cấp đủ các mẫu van bình kính. Thì các bác mà đang quan tâm cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhé. Rồi, cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nữa đúng không ạ? Đây, em sẽ cắm cái đầu bơm vào, em sẽ test thực tế cho các bác nhé. Đây, em đang để áp đây các bác nhé. Áp là áp không đây các bác nhé. Áp không, không có một ít hơi nào. Em sẽ test thực tế các bác xem ở cái mẫu bơm máy Sijongsi, bơm máy ASEAN này bơm có nhanh không, bơm có khỏe không, bơm có êm không các bác nhé. Đây, em đã cắm điện vào đây rồi các bác nhé. Đây là cái
thau nước đây các bác nhá. Để thau nước đây, em đã cắm thực trực tiếp vào rồi. Đấy. Đây cũng như các bác cũng biết là đây cái máy hút nước mini siêu to khổng lồ đây. Cho đầu ra đầu vào em đã cho hết vào thau nước rồi các bác nhá. Đây nước chảy thì cực kỳ mạnh rồi các bác nhá. Đây, nước chảy thì cực kỳ mạnh rồi. Thì em sẽ test thực tế cho các bác xem thử cái mẫu bơm máy AC này nó có bơm nhanh không các bác nhá. Và bơm nó sẽ khỏe không các bác nhá. Đây em sẽ bắt đầu em bật máy các bác nhá. Đây sẽ bình hơi là em đang để về không đây các bác nhá. Bình hơi là không có một ít cân nào. Đây. Bình hơi sẽ không có một ít cân nào, em sẽ test thực tế các bác xem thử luôn các bác nhá. Rồi các bác đợi em chút nhá. Rồi ok, em sẽ bắt đầu em bật máy các bác nhá. Đây, bật máy. Xoáy van xả vào các bác nhá. Đấy, bật máy xong em sẽ xoáy van xả vào. Hơi đã bắt đầu lên các bác nhá. Bơm này thì bơm cực kỳ khỏe. Em sẽ test thực tế lên tầm độ 250 cân các bác nhá. Bởi vì đây là bình nhôm ít bằng, em sẽ test thực tế lên tầm 250 cân trong mức an toàn các bác nhá. Đó. Các bác nghe tiếng máy chạy cực kỳ êm đúng không ạ? Đây các bác lưu ý đây đồng hồ báo nhiệt thôi nhé. Bây giờ đang vào tầm độ 46 độ. Khi các bác bơm là lên tầm độ 55 độ thì mình nên cho máy ngừng lại. Và khi nào nhiệt độ nó hạ xuống thì mình bơm tiếp thôi nhé. Đó. Bơm cực kỳ êm các bác. Đó thì em đã test. Bây giờ lên 101 các bác nhé. 101. Bây giờ đã được tầm 107, 106 các bác nhá, đây 106. Bơm cực kỳ nhanh ở cái mẫu bơm máy ASEAN này. Em test lên 200 các bác nhá, test lên 200. Bởi vì cái bình nhôm này thì mình cứ test tầm độ 200, 220 cho nó an toàn tuyệt đối các bác nhé. Đó, bơm chỉ vào tầm độ 2 phút rưỡi, 2 phút rưỡi được 200 các bác nhé. Rồi ok các bác nhé. Đấy, khi các bác bơm xong, trước khi các bác tắt máy các bác nhé. Trước khi các bác tắt máy thì các bác xoáy van xả ra giúp em nhé. Rồi ok, xoáy van xả ra rồi các bác tắt máy giúp em nhé. Đấy, thì là em đã test thực tế rồi, nó rơi vào tầm độ 2 phút 40 giây, 2 phút 40 giây là bình của mình đã được 200 cân từ 0 cho đến 200 cân đây các bác nhé, 200 cân. Thì bình nhôm này thì đít bằng này thì em cứ test thực tế tầm độ 200, 250 thôi. Nhưng em test thực tế các bác là 200 cân. Nó rơi vào chưa đến 3 phút. Đấy, bơm mẫu oxy, bơm mẫu bơm máy ASEAN bơm cực kỳ nhanh và cực kỳ khỏe, bơm thì cực kỳ êm các bác nhé. Đó thì mẫu bơm máy ASEAN này thì bên shop đang bán là 3,2 triệu. Xiongxi đây các bác nhé. Xiongxi là 4,2 triệu. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu bơm máy nào, các bác cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại bên em các bác nhé. Thì một video em làm rất chè ngắn thôi. Thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.